Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng rất vinh dự khi được Bộ Công Thương lựa chọn là địa phương tổ chức hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo năm 2023 trong chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023 của Bộ Công Thương. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo môi trường kết nối giao thương trực tiếp, thúc đẩy liên kết hợp tác, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp chế biến chế tạo sản phẩm hoàn chỉnh tại thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung Tây Nguyên với doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia. Hội chợ triển lãm sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực, lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng, cả nước nói chung. Thưa quý vị, hôm nay ngày 14 tháng 9 là ngày cuối cùng diễn ra hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2023. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV trong ngày thứ hai ngày hôm qua diễn ra hội chợ. Hội chợ trưng bày sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chế biến chế tạo thuộc các lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp ô tô, điện tử, công nghiệp, công nghệ cao, dệt may và các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ khác, mở rộng theo chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tạo cơ hội hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong nước, liên kết các doanh nghiệp Việt Nam với những doanh nghiệp đa quốc gia, công ty sản xuất lắp ráp trong và ngoài nước. Rất nhiều doanh nghiệp từ các tỉnh thành trên cả nước, các tập đoàn đa quốc gia đã tham gia sự kiện. Em bên công ty nhựa TBM Minh Phát thuộc đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia hội chợ triển lãm lần này là tụi em muốn kết nối với nhiều doanh nghiệp và giới thiệu sản phẩm tới nhiều khách hàng trong nước và ngoài nước. Trong tổng số 120 doanh nghiệp tham gia hội chợ, có 25 doanh nghiệp Đà Nẵng, các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, nằm trong các ngành lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ then chốt như linh kiện, phụ tùng, chế tạo, các sản phẩm gia công chính xác, máy công nghiệp các loại, công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao, v.v. Các doanh nghiệp Đà Nẵng cho rằng đây chính là cơ hội quan trọng để có doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng kết nối cung cầu. Cái lượng hàng hóa trưng bày đây với các doanh nghiệp trưng bày đây là rất là nhiều và có chiều sâu. Qua cái hội chợ này thì doanh nghiệp cũng mong muốn là cái cơ hội rất là lớn để quảng bá cái thương hiệu và tiếp xúc được rất là nhiều đối tượng khách hàng. Đồng thời thì ở đây là bên đơn vị mình là cung cấp thiết bị bên ngành khí nén, khí lực và bên tự động hóa. Thì ngoài ra thì bên doanh nghiệp cũng có làm các hệ thống bên lái tự động và hệ thống kéo lưới vây để hỗ trợ cho ngư dân đánh bắt xa bờ. Về hậu cơ khí thì đây là lần đầu tiên tham gia cái hàng công nghiệp hỗ trợ này. Số lượng doanh nghiệp tham gia lần này chúng tôi có 10 gian hàng để cùng tham gia với các doanh nghiệp khác. Thì thông qua hội chợ lần này chúng tôi có điều kiện liên kết với hội cơ khí điện thành phố Hồ Chí Minh và cũng sẽ đi thăm hầu hết các cả các gian hàng khác để học hỏi kinh nghiệm và để liên kết với các đơn vị khác. Hội chợ đã và đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp. Theo lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, trong 2 ngày diễn ra hội chợ, nhiều doanh nghiệp đã ký kết được các đơn đặt hàng, cung ứng sản phẩm, thiết lập quan hệ đối tác làm ăn. Đặc biệt tại sự kiện, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Việt Nam đã ký kết với Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương về hợp tác triển khai dự án phát triển nhà máy thông minh cho doanh nghiệp Việt Nam tại khu vực miền Trung và sắp tới sẽ hỗ trợ 2 doanh nghiệp tại Đà Nẵng về sản xuất thông minh. Đây là cơ sở bước đầu để tính toán tiếp tục mở rộng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng, hình thành hệ sinh thái Samsung.